Tèo ơi, con em tao nó ngoan ghê, tao mắng nó. Dậy đi anh Khang ơi, anh Khang dậy đi anh Khang ơi. Ê, Khang dậy nè. Ơ sao bên kia có thằng Trung Quốc? Mày nói gì ấy? Đây là trại thương điên mà, tao mày bị bắt vào đây rồi. Ô sao? Ủa? Tại vì tao ăn cơm tao không chịu ăn, tao bắt phải xem sang trần, xem Roblox tao mới chịu ăn nên mẹ tao bắt tao vào đây rồi. Mẹ mày làm đúng ấy. Ba, thằng này đéo ăn cơm xong đòi xem stream sang trần này. Má cho vào máy nghiền luôn mà. Bây giờ này, tao mới làm kèo, nếu như tao thắng, mày bỏ làm video Roblox. Nếu như mày thắng, tao bỏ làm video Uno. Lật đá, hụt lật cả. Lật, mày, lật đây. Mày lật tao xem, mày lật tao xem. Bổ cổ cái răng, bổ cổ cái răng. Mày không... À! Làm kèo xả kênh đi, được ạ. Ok, nhiệm vụ đầu tiên của anh em mình. Bây giờ mình phải tìm một thằng mách lẻo. Mấy thằng chó mách lẻo đéo chấp nhận. Nói chung là có một thằng mách lẻo nó đang lảng vảng ở trong cái khu này và anh em mình phải tìm giết thằng ấy trước khi nó lan truyền cái tin đồn ra cho báo chí. Mấy tin đồn gì? Sang Trần với cả HK15 cãi nhau vì gái. Darling fake giọng, Long Áo Đen nghỉ stream vì có thai. Xong thằng chó nào lan cái tin Sang Trần 750L xong vừa đấy tao bị chửi 750L mà phải đi chơi game Việt Hóa. Có vụ đấy á? Mặt mày lan tao 750L là cái đéo nào. Ai? Xong Bio kêu là mày lan. Thế á? Như tao lan thật thì sao ấy? Cay vãi. Tao đưa tiền cho, tao ống đưa tiền cho. Đéo, bố mày chọn ống mày rồi, cút rồi ống khác. Ok, đi á. Vào anh em ơi. Và ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi một game Outlast nha. Và ok, mày chúng ta chơi game Outlast chờ nha. Tao phải ngồi cạnh đằng xa á. Mẹ. Worst the electric chair body ever. Có bằng ngô không nhở? Lilo and Snitch. Kill the Snitch à? Ok. Ơ, đây gọi ghế điện. Đây ghế hàng sang. Wow. Ba thằng gọi mấy em đào ấy. Ây à. Hàng rẽ rồi. Ôi ôi. Cái bài không gọi mấy em đào này lạ quá. Ở trong bụng nó có một cái chìa khóa. Nó có một chìa khóa mẹ. Chào mừng các bạn đến tiệm bán sạc thiên đường nhá. Ê nói trước nhá, có một thằng đùng lẳng ấy. Ê yo what's up, đặt tay cái. Mèo. Anh có lương cái tiền thuế của dân cả nhá, bỏ súng xuống. Dí súng vào dân khi chưa thông báo thế đéo được đâu nhá. Nó bỏ đi rồi, nó dối rồi. Nó sợ, nó sợ. Hay. Ôi. Ai à? Cái gì chồng người tôi vào đây? Sao ấy? Giúp tôi cái. Nó gài cả bẫy à. Bẫy nhiều tiếng rên nhiều. Ôi, mày ơi. Mày. Cứu bạn. Đánh nó kiểu luôn đi. Không đánh được. Đừng để lại gần. Nó bỏ đi luôn mà. Bố con điên, em đánh tao rồi bỏ đi. What gì the fuck? Nó hét mày ơi. Ê, hình như con béo vãi bên cạnh mày ấy. Ôi, cú đấm xong xét. Vào đây. Nó đuổi. Cho bạn vui nhá. Min cả thằng Min. Ôi sao mày nhìn thấy tao ở đây, bỏ tao ra. Tao bị xiên. Đừng đi vào. Tao bị xiên. Con mẹ à mày. Các bạn về cạnh cửa dưới đây. Để nghe nó đuổi kìa. Đi cạnh cửa. Cút ra, đừng nhạc bạn đâu. Thế rồi anh dài. Chúng mày động bạn tao á, đâu cụ mày. Come on man. Phải có thằng cầm dao. Mẹ mày. Cứu tao với. Có ai đuổi ông mày ấy. Oh shit, có thằng cầm mã tấu đuổi kìa. Ê, nó không biết. Vào đi. Ok, giờ sao? Đi tiếp, quay lưng lại. Quay lưng chờ nhé. Ui. Mẹ kén bộ mà. Không phải đâu, này kén bộ rồi.
Ui. Nói chung là mấy vụ này trong tù cũng bình thường mà. Đi ra đi vào đóng cửa cho nó chắc mày ơi. Súng gì đấy? Ôi, chưa kịp biết nó là súng gì mày ra rồi. Ôi, bình tĩnh hả? Cái này là hồi sinh được, hồi sinh được. Sợ bóng rổ kìa, xuống làm kéo. Skin 3 luôn này, line up luôn này. Đủ, get to the snitch. Chơi, the snitch đây này. Đây, đây phải snitch không? Ô, nó là snitch á. Có vợ tao nha, tao đẩy ra. Ờ. Ôi, đéo gì đâu. Okay. Chia ra đi ông nhỉ? Tao đẩy, tao đẩy snitch đây, tao đẩy. Ờ, từ từ, không đẩy được. Không đẩy được, không đẩy được, phải bật máy phát điện thôi. Bật điện. Cái này chữa sanity. Ấy à? Thằng này tiện đánh tao con điên. Thỉnh thoảng con thằng nó đánh mày vô cớ mà. Tao giữ này, tao giữ này. Đi qua đi anh em ơi, qua đi anh em ơi. Để giật điện đấy, lố lưới điện đấy, lưới điện trước mặt đấy. Ok 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 ok. Ờ có thằng, có thằng cán bộ. Cúi xuống cán bộ kìa. Ngồi xuống. Nhìn thấy mình rồi tao nhỉ? Không, nó chưa thấy đâu. Tao lấy được cái bình xăng để đi. Súp bình xăng con này. Ô. Ê, thằng này không phải anh em mình. Đây là imposter. What the fuck? Đấy là imposter mà. Nó giả vờ làm thằng Sang mà. Nó để tên giống thằng Sang, nó lừa hiểu. À đây Long ơi. Đây. Vào đây. Để tao. À đây Long ơi. Trong này máy phát điện này. Hay nhá anh em nhá. Đéo ổn rồi. Ê, cốp xe nó đang mở ra. Ê đừng có lại gần cái cốp xe. Trong cốp xe có một con điên, đừng có lại gần. Ê thằng kia nó đến. Cán bộ, ngồi xuống cán bộ này. Ngồi xuống đi người, đừng di chuyển cán bộ trước đừng mặt này. Đừng có đi vào chỗ đèn. Đóng cửa lại, phao đi, đóng cửa lại thằng béo. Lock. Cán bộ chưa thấy. Cái máy này hình như phải sửa hai sửa, bên phải, này sửa, phải sửa, phải sửa. Hình như là bấm công tắc thôi nhưng mà cả hai thằng phải bấm đúng công tắc á. À tao không. Mày bấm theo làm sao cho không bị chiếm hết ba cái đèn đấy. Ok. Tao không biết giải thích cái nào nhưng nó là như vậy. Thôi chết mẹ ơi. Mẹ mày Phan Hoàng ơi. Tao phải khởi động máy phát điện. Ôi cút rồi. Hay bạn ơi. Ôi à, cứu tao. Cái máy này mở như nào nhờ? Tự mò đi ra, bọn tao đang gấp. À. Cán bộ đánh tao! Tao mang cán bộ chỗ thằng Sang này. Sang là mày ở đâu? Ok, cán bộ ơi, đập vào ngay cán bộ ơi. Mày dưới mặt tao à? Đấy, tao bấm rồi. Ngồi đây, tao bấm. Đây, tao bấm nhá. Đây, tao nói cho nó. Đấy, tao bấm rồi, thằng này. Ê, được rồi. Ê! Cái đéo gì đây? Ôi! Ôi, ma đuổi! Đang cầm bình xăng, thằng xúc bình xăng con, đéo chạy nhanh được. Tao có thuốc giải này, thằng nào cần không à? Cho tao. Đi thôi. Ôi, đi cán bộ đến, cán bộ đến, cán bộ đến. Con mày. Tao đến, tao đoàn ngay. Đi chỗ nào đây. Ổn chứ, mày ổn chứ. Còn một cái nữa anh em ơi. Cố lên anh chè. Ổn, ok. Tùng chiến imposter. Xong rồi, em ơi. Có thằng Tùng chiến imposter của quanh đây vậy? Ê, có một... Back to the snitch. Ê, Tùng chiến, Tùng chiến phách. Để okay. Snitch này. Lilo snitch, I'm a right. Chuẩn bị sẵn sàng bị chờ snitch rồi. Đây mày mách lẻo đúng không? Mày khoe cô hôm qua tao bị chết bài các bạn đúng không? Mày biết cô bắt tao nhổ cỏ sân trường không? Tao phải viết cả bản kiểm điểm nữa này. Đấy cho nên bây giờ tao sẽ dựng ngồi trên ghế điện để mày chết kiểu chưa? Khi trong bụng thằng này mà đúng không? Từ từ. Đúng rồi. À mình phải bổ thằng khác. Có để mày tao làm hay tao làm đâu. Để tao. Lấy cả quả thật ra. Đây rồi. Yeah. Đẩy đây, Tùng chiến đẩy đây. Chúng mày ơi. Thằng lùng lặng. Sao mày đâu có gì? Một cái manh mối là ai? What the fuck? Mất con mắt. Có gì không ổn, đang gần địch. À! Ô, con thằng phu độc, à, thằng phu độc. Để tao đắp phun. Thằng lùng lặng. Đây, tao. Lùng lặng. Mày ổn không? Long ơi, bình tĩnh, Long ơi, nhìn mắt tao đi. Tao có thuốc, đéo cần nhìn mắt. Tao đâu,
Lúc lặng đuổi tao mày ơi. Thôi xong tao chết rồi, tao đi rồi. Cứu bé, cứu bé. Không, tao không tin mày. Tao ra cứu sang ngay, chúng mày xử lý thằng Stick nhá. Cứu tao đi, thằng lúc lặng đang đây à. Thôi. Nó đang ở đây, nó đang ở đây, mình tính. Chân ra rồi. Ê, thằng kia nó đang đẩy thằng Sis lại đâu đấy, là thằng dùng chiến. Em trông mày khác quái vật không? Tao. Key Diamond ai cầm? Không biết, tao không cầm đâu, Nó lừa. Tao tìm được chìa khóa mặt trăng rồi, nhưng mà đéo phải chìa khóa Diamond, what the fuck? Mẹ mày! Ngoại! Ê, mẹ mày! Tìm xác cho chìa khóa Diamond. À đây, chìa khóa mặt trăng này, nhưng mà mình đã đẩy được thằng Snitch lên đây chưa? Phải mở được chìa khóa Diamond trước. Thằng mày lung lắm! Tuyệt vời nhá! À, mẹ thêm thằng xịt thuốc á! Chúng mày chạy ngược lại! Đây, để tao! Bú mẹ mày! Ây! Bạn tao ấy, mẹ là Việt đó. Cái xác của cái Diamond có thể ở đâu được nhở? Tìm được thêm một cái xác rồi, để tao tìm. À, tao tìm thấy Diamond rồi, Chúng mình chuẩn bị đẩy nó đi nhá. Thằng nào lùng buổi đang ở đây. Cầm mù mày thằng Snitch, mày thằng mách lẻo, tao giết mày. Nhìn nó tao nhá. Lực vừa hết máu. Ê, đừng. Bọn mày cứ chạy, tao đẩy nó cho, chạy đi, tao đẩy cho. Chỉ mà xấu quá mẹ. Ờ, nó thấy tao rồi, xong tao rồi. Nope, tao không nhìn chim mày đâu. Cái video này là lỗi của chúng tôi. Ai, cấm đồ, cấm đồ. Not even my birthday. I have the right to die. Mày xấu như đĩ ấy. Hoàng chim chim ơi. Hello, mày bị vấn đề gì ấy? Nó bị tao hai đường. Yeah, tao bị bắt rồi. Đừng có rụa ra đây. Tao đi rồi. Nó hết, nó bị chảy máu chết rồi. Còn cứu được không? Hết cứu.